Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Đặc Ân Hy từng là cô bé được chú ý khi vào vai con gái của Lâm Tâm như trong phía sau Nghi Can X. Bây giờ đã trở thành thiếu nữ, làm tân nương của Đinh Vũ Hề trong bộ phim cổ trang Trường Lạc Khúc. Đặng Ân Hy sinh ngày 18 tháng 4 năm 2005 tại Trùng Khánh. Chiều cao 1m62. Năm 2023, nhiều tờ báo nói rằng không có thông tin của Đặng Ân Hy ở Bắc Điện và Trung Hí. Hiện chưa có thông tin về trường đại học của Đặng Ân Hy. Từ nhỏ Đặng Ân Hy đã có cơ hội thử sức ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật như khiêu vũ, dẫn chương trình, người mẫu nhí. Năm 2016, khi đoàn phim điện ảnh Phía Sau Nghi Can X của đạo diễn Tô Hữu Bằng tổ chức tuyển chọn diễn viên cho vai diễn phụ Trần Hiểu Hân vào vai con gái của Lâm Tâm Như, Đặng Ân Hy đã ghi danh tham gia. Vì chưa hề có kinh nghiệm diễn xuất nên cô chỉ định thi thử cho vui. Nhưng khá bất ngờ, Đặng Ân Hy đã đánh bại mọi đối thủ để nhận được vai diễn. Khi xuất hiện trong buổi họp báo tuyên truyền cho Phía Sau Nghi Can X, Đặng Ân Hy khiến công chúng không khỏi bất ngờ bởi gương mặt dễ thương và vóc dáng cao ráo đáng nể. Khi đó Đặng Ân Hy mới 12 tuổi nhưng cô bé đã cao gần bằng người đẹp Lâm Tâm Như. Sau bộ phim điện ảnh Phía Sau Nghi Can X, cái tên Đặng Ân Hy đã leo lên top những từ khóa tìm kiếm hot nhất trên mạng xã hội. Khán giả không khỏi suýt xoa trước ngoại hình nổi bật của cô bé. Bên cạnh những lời khen về ngoại hình, người xem cũng đánh giá cao khả năng diễn xuất của Đặng Ân Hy. Dù chưa từng có kinh nghiệm nhưng cô bé diễn khá tự nhiên và giàu cảm xúc. Sau khi gây chú ý với vai phụ đầu tiên trong phim điện ảnh Phía Sau Nghi Can X, Đặng Ân Hy cũng phát triển khá thành công ở lĩnh vực màn hình rộng với các vai diễn trong nhiều bộ phim như Xin Chào, Chi Hoa, Phong Bình Lãng Tĩnh, Thiếu Nữ Giai Hòa. Năm 2021, sự kết hợp giữa Trương Lăng Hách và Đặng Ân Hy trong bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường Tôi và Thời Niên Thiếu Của Tôi nhận được độ thảo luận khá cao. Phim Thanh Xuân luôn được khán giả dành tình cảm đặc biệt vì kể về thời hoa mộng mà ai cũng từng trải qua. Cặp đôi nam nữ chính Trương Lăng Hách và Đặng Ân Hy cũng thu về lượng lớn người hâm mộ. Ngoài sự phát triển khá thành công trên màn ảnh rộng, Đặng Ân Hy cũng ghi không ít dấu ấn trên màn ảnh nhỏ với nhiều vai diễn gây được ấn tượng với khán giả như Thời Đại Niên Thiếu Của Chúng Ta, Thiên Tỉnh Chi Lộ, Thập Nhị Đàm. Năm 2024, Đặng Ân Hy một lần nữa gây được sự chú ý với cả khán giả và giới truyền thông trong tạo hình cổ trang với bộ phim Trường Lạc Khúc lúc vừa tròn 18 tuổi. Bộ phim với chủ đề phá án sau khi phát sóng cũng thu hút lượng lớn người xem. Sau khi phát sóng, khán giả đánh giá khá cao kịch bản cũng như diễn xuất của cặp đôi diễn viên Đặng Ân Hy và Đinh Vũ Hề. Có ngoại hình, có năng khiếu diễn xuất, Đặng Ân Hy được dự đoán sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Like it's Monday, something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my